Nãy giờ thì tôi đã chia sẻ các bạn về cách quản lý hiệu ứng cũng như sử dụng hiệu ứng cũng như là fade in, fade out. Vậy bây giờ chúng ta sẽ sử dụng phím tắt cho những hiệu ứng này như thế nào? Thì các bạn biết á, phím tắt á, khi các bạn muốn một cái fade in thì cửa sổ timeline của các bạn, thanh timeline thời gian của các bạn phải nằm đúng vị trí đó. Ví dụ các bạn muốn fade in ở đầu tiên, timeline các bạn phải về đầu tiên. Các bạn muốn fade out, các bạn bấm phím End. Thì lúc này các bạn sử dụng phím tắt được. Thì ở phím tắt này tôi sẽ sử dụng phím tắt cho các bạn xem nhé. Bây giờ tôi sẽ tiến hành bỏ hết tất cả những hiệu ứng fade in, fade out và những cái hiệu ứng chuyển cảnh của các file. Thì để chúng ta làm lại những cái hiệu ứng bằng phím tắt. Thì các bạn thấy ở đây là quản lý ha. Chúng ta sẽ đưa timeline về vị trí đầu tiên. Tôi muốn fade in thì timeline lúc này nó phải nằm ở vị trí đầu tiên của file. Muốn fade out ở cuối cùng các bạn bấm phím End. Timeline, thanh thước timeline này phải nằm ở cuối cùng thì các bạn muốn bấm được fade out. Phím tắt của chuyển cảnh đó là Ctrl D. Vậy thì bây giờ hiệu ứng Ctrl D nó đang sử dụng hiệu ứng nào chuyển cảnh ở trong đây các bạn? Đó là hiệu ứng Rod Dislo. Do mặc nhiên của chương trình Adobe Premiere đã định sẵn Rod Dislo là hiệu ứng chuyển cảnh trong mơ để làm Ctrl D. Nếu các bạn không muốn hiệu ứng chuyển cảnh Ctrl D bằng Rod Dislo, các bạn thấy nè, đây các bạn có thể bấm chuột phải vào hiệu ứng. Các bạn có thể chọn là Set Select Default cái hiệu ứng này, Default Transition này là set định dạng Ctrl D sẽ là hiệu ứng này. Ví dụ bây giờ tôi muốn là hiệu ứng là chuyển cảnh là lật trang, hoặc là hiệu ứng là chuyển cảnh là wide, bin wide là hiệu ứng Ctrl D. Tôi bấm Ctrl D lúc nào nó cũng sẽ bin wide. Tôi sẽ bấm vô lệnh bin wide. Tôi chọn lệnh là Set Select Add Default Transition. Lúc này ví dụ ở phần giữa hai file này, các bạn muốn timeline về giữa hai file này, các bạn có thể nói là các bạn kéo nhưng nó không về giữa được. Các bạn muốn về giữa của hai file này, các bạn sẽ bấm lệnh. Ví dụ hiện tại timeline các bạn nằm ở đầu tiên, các bạn bấm mũi tên đi xuống. Nó sẽ nằm ở giữa của hai file, file thứ nhất và thứ hai. Muốn nằm ở giữa hai file, file thứ hai, thứ ba, các bạn bấm mũi tên đi xuống, mũi tên đi xuống, mũi tên đi lên, mũi tên đi lên. Lúc này tôi muốn chuyển cảnh ở đây bằng Ctrl D, đó là hiệu ứng bin wide. Bin wide, các bạn bấm phím Ctrl D. Lúc này hiệu ứng bin wide nó sẽ áp dụng vào cái file này cho các bạn. Nếu các bạn muốn bỏ bin wide là cần hiệu ứng Ctrl D mà quay lại phím là lệnh là Rod Islo là chồng mờ là Ctrl D. Các bạn bấm chuột phải, các bạn chọn lệnh Set Select Default Transition. Lúc này Rod Islo sẽ hiệu ứng là Ctrl D. Ví dụ tôi muốn fade out, fade in đầu tiên, bấm phím Home. Bấm phím Home, Ctrl D. Lúc này các bạn thấy là fade in. Tôi bấm phím End, và cuối cùng tôi bấm Ctrl D. Tự động chương trình Adobe Premiere nó sẽ hiểu đó là fade out. Ở giữa hai đoạn tôi bấm mũi tên đi lên. Ở dưới hai đoạn này tôi muốn có một hiệu ứng xảy ra thời trang 3 và thời trang 4. Tôi cho timeline cửa sổ, timeline thời gian nằm ở giữa hai file. Bấm phím Ctrl D. Tự động nó sẽ hiểu đây là hiệu ứng chồng mờ chuyển cảnh của hai file. Chúng ta sẽ xem lại. Ở file đầu tiên các bạn thấy đây là hiệu ứng fade in và hiệu ứng chuyển cảnh file thứ hai, ba và file thứ tư, và cuối cùng chúng ta có phím là Ctrl D là fade out. Đó, phần giới thiệu về hiệu ứng chuyển cảnh, cách quản lý hiệu ứng chuyển cảnh và cách phím tắt để làm việc ở trên một cửa sổ timeline sử dụng hiệu ứng tôi đã chia sẻ xong các bạn. Tiếp tục thì chúng ta sẽ sử dụng hiệu ứng về video. Hiệu ứng video cho hiệu ứng trong về phần video này thì các bạn biết đó, hiệu ứng video thì cũng nằm trong effect và video effect. Tất cả hiệu ứng ở đây đều áp vào video. Ví dụ chỉnh màu, chỉnh sáng, chỉnh tối, những hiệu ứng sao, những hiệu ứng đánh sáng. Ví dụ ở đây tôi sử dụng một hiệu ứng để làm trắng đen. Ví dụ tôi có thể vào color correction, tôi chọn lệnh là tint. Tôi bỏ hiệu ứng này, tôi chỉ cần chọn hiệu ứng, giữ hiệu ứng kéo và bỏ vào dữ liệu data video. Thì lúc này dữ liệu video nó sẽ áp vào hết tất cả video này thành trắng đen hết. Các bạn hiện tại các bạn đang thấy đó. Đó, thì nó gọi là hiệu ứng video. Nó sẽ ảnh hưởng đến video. Có ví dụ hiệu ứng video như thứ hai,
mà chúng ta muốn biết được đó là hiệu ứng về chẳng hạn như chỉnh màu. Sau này các bạn sẽ có những bài học về chỉnh màu. Ví dụ ở đây tôi sử dụng là Vinex và Contrast để tôi chỉnh sáng vào cho cái hiệu ứng video này. Tôi có thể kéo hiệu ứng này bằng cách tôi giữ chuột, đè chuột xuống và đưa vào cửa sổ video, buông chuột ra. Thì các bạn thấy hiện tại đó, hiệu ứng nào, ai quản lý hiệu ứng thì cũng vậy. Đó là Effect Control, quản lý hiệu ứng mới vừa tôi mới đưa vào đó là Vinex Contrast. Tôi muốn chỉnh cái hiệu ứng video này như thế nào thì qua Effect Control các bạn thấy đó. Chẳng hạn như hiện tại tôi đang chỉnh là Vinex này, lên tỷ lệ một lên giảm lại để cho độ sâu về ánh sáng, độ sâu về màu sắc có nhiều hơn, và chỉnh contrast để hiệu ứng ánh sáng này mượt mà hơn, đẹp hơn. Thì hiện tại các bạn thấy đó, nó sẽ ảnh hưởng đến cái video của bạn. Đó là tất cả những hiệu ứng về video effect, nó sẽ ảnh hưởng đến video của các bạn. Và cách quản lý về hiệu ứng video của bạn thì đó là effect control sẽ quản lý hiệu ứng đó và chỉnh sửa. Nếu sau phần chỉnh sửa này các bạn thấy các bạn không hài lòng mà các bạn muốn bỏ hiệu ứng này, các bạn muốn chọn bỏ hiệu ứng này, các bạn chọn nó, bạn bấm phím delete. Các bạn muốn sử dụng hiệu ứng lại, các bạn bỏ hiệu ứng đó, video effect, và sử dụng hiệu ứng đó nằm trong color correction, các bạn bỏ vào file video. Khi các bạn chỉnh file ánh sáng đó, các bạn thấy chưa hài lòng, các bạn muốn reset hiệu ứng này lại, các bạn có thể bấm vào đây, đó là hiệu ứng reset lại, là tôi mặc nhiên lại từ đầu của cái hiệu ứng này, tôi không chỉnh sửa nữa, reset nó lại. Sau đó các bạn chỉnh sửa tiếp tục lại theo ý của các bạn. Đó là phần quản lý về hiệu ứng video effect. Tôi đã chia sẻ xong các bạn về cách hiệu ứng sử dụng hiệu ứng video effect, chẳng hạn như một số hiệu ứng đơn giản, hiệu ứng về trắng đen, hiệu ứng về chỉnh độ sáng và cách quản lý hiệu ứng bằng effect control. Cảm ơn các bạn. Hôm nay tôi đã chia sẻ xong các bạn hai phần. Đó là sử dụng hiệu ứng chuyên cảnh và sử dụng hiệu ứng video và cách quản lý hiệu ứng. Xin cảm ơn các bạn.